khéo phân biệt được pháp thập lực, biết rõ tất cả trí xứ đạo, thân nghiệp vô ngại được tự tại, bậc công đức thân hành đạo này. Bồ Tát tu hạnh vô vi nghịch, khéo phân biệt được pháp thập lực, thấu rõ biết tất cả trí xứ đạo, tức cũng là biết hạnh môn, năm giới, mười điều lành, lại biết pháp môn bốn đế lục độ đủ thứ đạo lý, thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, thì đắc được lực vô ngại tự tại. Đó là Bồ Tát tu tất cả công đức thân, ngài tu hành hạnh môn này. Mười phương vô lượng vô biên giới, hết thảy tất cả các chúng sinh, tôi đều cứu hộ mà không bỏ, bậc vô úy kia hành đạo này. Ở trong mười phương vô lượng vô biên thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh, tức cũng là vô lượng vô biên, tôi sẽ cứu độ ái hộ hết thảy tất cả chúng sinh, tuyệt đối chẳng bỏ một chúng sinh nào mà không cứu hộ. Đó là Bồ Tát tu vô sở úy, ngài tu hành hạnh môn này. Bốn bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ ba, hạnh vô vi nghịch, pháp môn tu hành của Bồ Tát. Nơi pháp chư Phật riêng tu tập, tầm thường tinh tấn chẳng giải đãi, tịnh trị tất cả các thế gian, bậc đại long vương hành đạo này. Bồ Tát tu hạnh vô khuất nhiễu, ngài đối với pháp của tất cả chư Phật nói, thường xuyên tu tập, thời thời khắc khắc đều tinh tấn, tầm chẳng giải đãi cũng chẳng mỏi mệt, thành tịnh tu trị tất cả các thế gian. Đó là Bồ Tát tu hạnh đại long vương, ngài tu hành pháp môn này. Biết rõ căn chúng sinh khác nhau, vô lượng dục dài đều khác biệt, đủ thứ các cõi đều thông đạt, đầy bậc vào khắp hành đạo này. Bồ Tát thấu hiểu biết rõ căn tánh của tất cả chúng sinh đều chẳng giống nhau, dục niệm và kiến giải của chúng sinh vô lượng vô biên đều khác nhau, chúng sinh có đủ thứ cõi, Bồ Tát đều minh bạch thông đạt, chẳng có gì chướng ngại. Đó là Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát vào khắp, ngài tu hành pháp môn này. Mười phương thế giới vô lượng cõi đều đến thọ sinh vô số lượng, chưa từng một niệm sinh nhàm mỏi, bậc hoan hỷ kia hành đạo này. Ở trong mười phương thế giới có vô lượng vô biên cõi nước, Bồ Tát theo nguyện của mình đã phát mà đến vô lượng vô biên cõi nước để thọ sinh, trải qua vô số lần sinh tử, chưa từng sinh một tâm niệm nhàm mỏi phiền chán. Nguyện lực của Bồ Tát là phổ độ chúng sinh đến nơi chẳng có Phật pháp, để giáo hóa chúng sinh, chẳng phải tại một nơi mà là đi hết thảy mọi nơi. Quan sát nơi nào chúng sinh độ được thì đến nơi đó độ chúng sinh, lại có thể nói quan sát đường nào sáu nẻo chúng sinh độ được thì liền đi đến cõi đó để thọ sinh, dùng bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự bốn pháp nhiếp để giáo hóa, như vậy mới có hiệu quả. Đó là Bồ Tát tu hoàn hỷ tinh tấn, ngài tu hành pháp môn này. Khắp phóng vô lượng lưới quang minh chiếu sáng tất cả các thế gian, chỗ quang chiếu đến vào pháp tánh, đây bậc thiện huệ hành đạo này. Bồ Tát khắp phóng ra vô lượng vô biên lưới trí huệ quang minh, chiếu sáng hết tất cả thế gian đen tối, quang minh đó chiếu soi chúng sinh, khiến họ vào trong pháp tánh, phát tâm Bồ Đề vô thượng, tức cũng là đại nguyện lực trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Đó là Bồ Tát tu hạnh thiện trí huệ, ngài tu hành pháp môn này. Chấn động mười phương các cõi nước, vô lượng ức số na do tha, chẳng khiến chúng sinh có kinh sợ, đây bậc lợi đời hành đạo này. Bồ Tát dùng sức thần thông để chấn động mười phương các cõi nước, trong mỗi cõi nước đều có hiện tượng 18 thứ chấn động, có vô lượng ức na do tha cõi nước, tuy nhiên đều chấn động nhưng chẳng khiến cho tất cả chúng sinh có tâm kinh sợ. Đó là Bồ Tát tu lợi ích chúng sinh thế gian, ngài tu hành pháp môn này. Năm bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ tư, hạnh vô khuất nhiễu, pháp môn của Bồ Tát tu hành. Khéo hiểu tất cả pháp lời lẽ, vấn nạn đối đáp đều rốt ráo, thông triết biện huệ thầy đều biết, đầy bậc vô úy hành đạo này. Bồ Tát tu hạnh lìa si loạn, ngài khéo hiểu biết tất cả pháp lời lẽ, lại có biện tài vô ngại, lại có vô lượng trí huệ. Như có ai đến vấn nạn hoặc cố ý đến vấn nạn thì Bồ Tát có bốn vô úy